Xin chào quý anh chị đến với channel của Hồng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản xăng đặc biệt. Thì trong vừa này thì em xin phép cập nhật cho anh chị chính sách giá của Hyundai Tucson thời điểm giữa tháng 8 dương lịch và thời điểm đầu tháng 7 âm lịch, để cho khách hàng có thể nắm bắt được chính sách giá, có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe trong phân khúc hạng C gầm cao. Thì Tucson phiên bản bên em có 4 phiên bản. Thì đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn, thì hiện tại hãng đang bán với mức giá cho quý khách hàng nó rơi khoảng 790 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó là khoảng 835 triệu, chỉ có hơn 800 triệu một chút cho phiên bản tiêu chuẩn. Thì phụ kiện bao gồm cho quý khách hàng đó là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng và camera hành trình khi mà khách hàng trả thẳng, và hỗ trợ giảm 1,15% lãi suất cho khách hàng trả góp. Thì trên phiên bản tiêu chuẩn này thì cũng có những cái công nghệ nổi bật, đó là hệ thống đèn ngủ từ xa này, rồi hệ thống đèn tự động này, ga tự động cruise control này, rồi phanh tay điện tử, rồi hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Phanh tay điện tử ở đây thì có giữ phanh auto hold, rồi có bản đồ, có màn hình giải trí trung tâm tích hợp bản đồ định vị dẫn đường cho Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam. Đó. Tucson thì cũng là một cái chiếc xe được tạp chí được giải thưởng do VN Express, do người dùng bình chọn, đó là chiếc xe của năm 2022. Đó, nó bán rất là tốt và được ưa chuộng 2022 trong năm 2022. Trên phiên bản đặc biệt đây thì đang được bán với mức giá là đâu đó vào khoảng 895 triệu. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng 948 đến 950 triệu. Trên phiên bản đặc biệt này thì đã có những cái công nghệ, đó là đèn full LED này, rồi camera 360 độ này, rồi có hệ thống cảm biến áp suất lốp, rồi có các công nghệ của gói Hyundai Smart Sense, nó là cảnh báo điểm mù trên gương và hỗ trợ phòng tránh va chạm người đi bộ và phương tiện cắt ngang phía trước, phương tiện cắt ngang phía sau, và có cảnh có hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn nha anh chị. Thì trên phiên bản đặc biệt này cũng đã có những cái công nghệ, đó là sửa ghế và làm mát ghế cho hai hàng ghế phía trước này, sửa ấm và làm mát ạ, cho hàng ghế phía trước, rồi sạc không dây, cũng như là công nghệ hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử, rồi camera 360 độ. Cốp thì là trang bị, đó là cốp điện. Và đặc biệt của cốp Tucson thì rất là rộng. Trên phiên bản đặc biệt này thì được trang bị cụm đèn pha cốt, đó là full LED, giống như phiên bản dầu đặc biệt và bản xăng 1.6 turbo. 4 cảm biến cũng được trang bị ở phần đầu xe, và 4 cảm biến cũng được trang bị ở phần đuôi xe, thì hỗ trợ anh chị là lùi xe và đỗ xe và những cái điểm đỗ được tốt hơn. Ở đây là chiếc radar có chức năng là giữ khoảng cách so với xe phía trước, đó công nghệ kiểm soát hành trình chủ động SCC. Thì tính năng này thì hoạt động trên cái nguyên tắc là vừa ga tự động mà vừa giữ khoảng cách so với chiếc xe đi đường trước của anh chị. Khi mà nó nhận diện thì nó sẽ có giữ khoảng cách cho 4 cấp độ khoảng cách, đó là 25m, 35m, 45m và 53m. Thì chiếc camera 360 cũng được trang bị ở dưới phần logo. Ở đến với phần hàng ghế thứ hai thì Tucson có một hàng ghế thứ hai rất là rộng, bởi vì được trang bị chiều dài cơ sở tốt nhất phân khúc. Đó, với chiều dài cơ sở khoảng 2m655, gần 2m7, thì Tucson với hàng ghế thứ hai rộng mênh mông luôn, có độ ngả lưng ghế có thể điều chỉnh được nha anh chị. Đó, độ ngả lưng ghế tốt này thì giúp cho anh chị đi đường dài sẽ thấy thoải mái và hạn chế được rất nhiều sự mệt mỏi. Cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị cho hai hàng ghế thứ hai, và kèm theo đó là hai cổng sạc. Loa thì trên phiên bản đặc biệt được trang bị đó là 8 loa Bose, vượt trội hơn so với 6 loa thường ở phiên bản tiêu chuẩn. Về phần đuôi xe thì anh chị có thấy là
cũng được trang bị, đó là camera 360 độ và cam lùi cho phiên bản tiêu chuẩn. Đấy, kèm theo 4 cảm biến như em vừa nói, thì sẽ hỗ trợ anh chị là đỗ xe và lùi xe vào những cái chuồng rất là tốt. Logo thì được dập chìm trong cái kính này thì nó vừa sạch này, vừa sang trọng mà nó hạn chế được cái trường hợp đó là mất logo. Cùng mở phần cốp xe của Tucson thì trên phiên bản xăng đặc biệt, dầu đặc biệt và xăng turbo thì đã được trang bị đó là cốp điện chống kẹt và có hỗ trợ mở cốp thông minh bằng chìa khóa, bằng thao tác ở trong phần cạnh vô lăng. Đó, đây là chiếc cốp điện của xe thì có công nghệ đó là chống kẹt và có nhớ vị trí cốp. Ở đằng không gian cốp của Tucson thì cũng rất là rộng, với tổng thể tích nó rơi vào khoảng là 586 lít. Đó, rất rộng, rộng nhất phân khúc, thì giúp cho anh chị có thể mang được rất là nhiều hành lý cũng như là chở được những cái đồ dùng hàng hóa một chút để có thể là có những cái chuyến hành trình đi du lịch có nhiều trải nghiệm. Bằng cái cổng sạc 12V 180W thì cũng được trang bị ở đằng sau cốp đây. Ở đằng sau cốp thì cũng có thêm loa, đó là loa Bose, và thêm những cái cửa gió điều hòa cho phần cốp được thông thoáng và thoải mái hơn. Và trên phiên bản dầu đặc biệt thì hiện tại bên em đang bán với mức giá đó là khoảng 992 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang ở đâu đó khoảng 1.050.000.000, thì quà tặng thì cũng dư phiên bản dầu đặc biệt, phiên bản xăng đặc biệt và xăng tiêu chuẩn. Trên phiên bản xăng turbo thì được trang bị thêm đó là công nghệ hatchback dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cũng như là cửa sổ trời toàn cảnh panorama, và đường kính la răng của phiên bản turbo đó là 19 inch. Đó, thì động cơ 1.6 turbo thì sẽ giúp cho khách hàng có nhiều những cái trải nghiệm, đó là chế độ lái thể thao cũng như là cái độ tăng tốc vượt trội. Thì phiên bản turbo hiện tại bên em đang bán mức giá đó là khoảng 1 tỷ đồng, khoảng 995 triệu, em xin lỗi, và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó vào khoảng 1.055.000.000. Và màu xe của Tucson sẵn giao thì bọn em cũng sẽ có những màu như là màu đỏ này, màu trắng, màu đen sẵn giao cho quý khách hàng. Thì quý khách hàng quan tâm đến Hyundai Tucson thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Thì xin cảm ơn quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo của Hùng Xe Hơi.